vú của một bạn cùng phòng cứu trợ con gà đem đi hấp nước mắm hết luôn làm sang một bữa. Yến ốp nước mắm, đường, tỏi phi và đặc biệt là ớt sừng ghim không cay, mình để dành ốp cho màu nó đẹp và thơm. Ít tiêu, bột ngọt, liều lượng mỗi nhà thì ăn khác nhau, mọi người tự ước lượng. Để mấy clip lần trước á, Yến làm á, rồi mọi người nói là để ít nhiều mặn ngọt lạc mắc công. Xả hành tím, tỏi, gừng mình nhét vô bụng con gà, rồi mình tiến hành massage toàn thân, bắt lên bếp hấp luôn, khỏi để ớt bao nhiêu phút hết, gấp dữ lắm rồi. Đậy nắp kính, lửa nhỏ, lửa lớn quá nó khét con gà mà nó không chín nha quý vị ơi. Chờ hấp thì Yến đi làm nước chấm, Yến để muối, đường, bột ngọt, sữa đặc, tiêu, chanh, ai có hạnh thì mình để hạnh cũng được. Ớt sừng cay mà Yến ghim hôm trước đó để vô một ít, rồi mình đánh cho nó tan đều ra, nêm nếm lại theo khẩu vị. Quay qua mình chở con gà lại, múc nước mình chan chan lên cho nó thấm đều con gà, rồi đậy nắp mình hấp tiếp nữa, nhớ là lửa nhỏ thôi. Sau 45 phút có con gà vàng ôm luôn, xé làm cái đùi trước coi mùi vị sao nè. Chấm một phát, trời ơi ngon quý vị ơi, nó thơm cái mùi giống như là lẩu Hàn Quốc hay là kim chi có cái mùi Hàn Quốc lắm. Chắc là do ớt ghim nó tạo mùi thơm á. Ớt ghim không cay, ớt thịt, gà, cá, tôm mình để hấp nướng màu nó đẹp và thơm. Còn ớt ghim cay á, thì để dành làm nước chấm là tuyệt cú mèo luôn.